chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng Honda Jazz Bình Dương. Chi nhánh này là chi nhánh số 1 ha các bạn. Hả? Cửa hàng này khá là đẹp luôn, rất là hoành tráng luôn. Mình quay sơ cho mọi người xem nha. Hôm bữa thì mình cũng đã quay một lần cho mọi người xem rồi. Thì hôm nay mình sẽ quay tục quay luôn. À, rất là đẹp ha. Muốn trả góp ngân hàng nào cũng có luôn, tất cả các ngân hàng luôn. Ở bên đây là khu vực mà phải nói là trưng bày những cái phần đồ chơi độ nè. Đó, mâm này cái kiểu ha các bạn, nó bảo hiểm nè, phuộc nè, nó bảo hiểm đây. Đó, mà kế bên cạnh đây là cái khu vực mà check in ha mọi người, khu vực check in. Thì khi mình mua xe xong mình muốn chụp hình đó, thì mình đứng ở khu vực này check in ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi vào cái phần chi tiết đây. Hôm nay là chiếc Quay Alpha, mọi người có thể thấy Quay Alpha không? Đây là chiếc Quay Alpha 2020 ha, không phải 2021 nha. Cứ đang trong cái năm là năm 2020 mà lúc nào cũng kêu xe là năm 2021 hết trơn á. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay coi. Đây, mình quay tận tận cảnh mọi người ha. Chiếc Quay Alpha này rất là đẹp luôn. Nó là màu đen bóng mà lên cái tem vàng đồng thì các bạn biết rồi đó. Màu đen mà lên vàng đồng thì cực kỳ, gọi là cực kỳ đẹp luôn, rất là nổi bật và sang trọng luôn ha. Đây, cái chiếc Quay Alpha cũ nó màu đỏ các bạn nhìn thấy không? Bên kia. Đó, cái tem của nó các bạn có thể thấy nè. Đó, đây, nhìn cũng đẹp nhưng mà không có sang ha. Đó, còn cái tem bên đây có vẻ nhìn nó thấy nó 3D hơn chút xíu. Đó, 3D hơn chút xíu ha. Rồi, đi lên đây còn gì nữa. Xe đen bóng luôn, đen mung luôn mọi người ơi. Khá là đẹp luôn ha. Trước khi mà mình đi vào chi tiết á, mình sẽ báo giá cho mọi người biết ha. Thì cái giá của chiếc xe Quay Alpha này á, hiện tại là có mức giá là 18.900 ha. 18.900 cho tất cả các phiên bản màu đó luôn, từ phiên bản cũ tới phiên bản mới này luôn. Nó 18.900. Đây, bóng đèn thì không thay đổi gì hết. Vẫn là bóng đèn halogen bình thường thôi. Chỉ thay đổi tem thôi. Đây, phần tem bên hông này cũng khá là đẹp luôn nè. Mọi người có thể thấy ha. Rất là đẹp. Đây, đi xuống đùm này nọ các kiểu này thôi, không có gì để bàn rồi. Xe này á, thì mức độ hao xăng của nó nè các bạn. Tem năng lượng của nó nè, 1,9 lít trên 100 km. Tức là mà mình đi một lít xăng á, là khoảng chừng được 50 km ha. Bốn mấy là 50 km ha. Rồi, xuống đây. Đó, tem nè, rất chi là đẹp luôn. Đây, rồi để mình đi vô trong chỗ này cho mọi người xem ha. Đây là mặt đồng hồ của nó đây. Mặt đồng hồ mọi người có thể thấy đây. Mặt đồng hồ của nó được thiết kế lại rất là đẹp luôn. Logo Honda nằm đây. Những cái hoa văn nè các bạn ha, hoa văn cực kỳ đẹp luôn nè. Đó, đèn báo đèn báo xi nhan. Rồi, báo số km đi được, báo xăng cũng khá là đơn giản thôi, không có gì tiêu biểu hết. Mình sẽ quay cái mặt đồng hồ cũ cho mọi người xem để so sánh ha. Đây, mặt đồng hồ cũ. Mọi người đợi mình xíu. Đây là chiếc xe cái mặt đồng hồ cũ đây. Đó, thấy khác biệt đúng không? Khác biệt khá là lớn luôn. Và mới nó rất là đẹp. Ha, thấy ok không? Rồi, thêm một điểm khác biệt nữa. Đây, dàn nút của phiên bản cũ đây. Có pha kèn xi nhan, công tắc đèn, nút đề ha. Vậy cái còn cái phiên bản này có một sự khác biệt khá là lớn luôn. Đây, các bạn có thể thấy có pha ok, kèn xi nhan. Ở đây loại bỏ công tắc đèn rồi ha các bạn. Thì tất cả những cái dòng xe của Honda, không phải ngoại trừ những dòng xe cao cấp như là SH lớn nè, SH Mod nè, Winner X nè, AB nè, thì nó bị loại bỏ. Nhưng mà bây giờ cái dòng xe mọi nói là cái xe gọi là tầm trung, tầm thấp nhất, nó cũng đã được loại bỏ công tắc đèn, ở công tắc đèn rồi ha. Đó, Honda loại bỏ luôn công tắc đèn. Thì mình chỉ sợ là khi mà cái chiếc này nó loại bỏ công tắc đèn á, thì ra bán doanh thu sẽ ít hơn là cái phiên bản còn công tắc đèn. Nhưng mà với cái độ đẹp này thì cũng hên xui ha, độ đẹp của chiếc xe cũng hên xui. Đó, đặc biệt là màu đen cực kỳ đẹp luôn. Đó, như các bạn có thấy tại vì mình nghe nói là Honda nó Việt Nam nó đang ra luật là phải đi xe ban ngày cũng mở đèn. Đó, quên thì sẽ bị phạt, thì cũng hên xui các bạn, không biết cái luật nó được duyệt chưa. Nếu mà được duyệt thì những bạn mà không có
xe có công tắc đèn á thì cũng hay bị quên. Còn những bạn mà không công tắc đèn á thì thoải mái đi, không cần phải nhớ đến việc mà không tắc đèn nữa ha. Đây, cơ cấu sang số ở đây. Để mình xem cái cớp coi. Cớp thì cũng không có thay đổi gì hết nha mọi người. Đây. Cớp không thay đổi gì hết. Cớp cũng dung tích nó cũng như thế luôn. Đây, mở cho mọi người xem. Đó. Mọi người có thể thấy ha. Đồ nghề, đồ chơi thì các kiểu trong đây. Sổ bảo hành Honda. Đây là phần nắp bình xăng ở đây. Tất nhiên là sẽ không có đưa nắp bình xăng lên trên rồi. Rồi, đóng lại. Đó, thì tổng thể chiếc xe là như thế. Thì bạn nào mà muốn mua chiếc xe này á thì liên hệ với số điện thoại của mình ở bên góc trái màn hình ha. Số điện thoại của mình là 0909960672 ha. Đó, muốn mua chiếc xe thì liên hệ với mình. Còn nếu như mà muốn mua muốn biết cái thủ tục trả trả góp á thì các bạn chỉ cần liên hệ với số điện thoại bạn Trâm. Ở dưới cái video này nó sẽ có số điện thoại của bạn Trâm ngân hàng sắt. Các bạn nhắn tin Zalo hoặc là gọi điện thoại trực tiếp hỏi Trâm ơi, mình coi kênh của cu Vlog 61 á thì chiếc xe Quanta mình có khoảng là bao nhiêu đó tiền. Mình muốn trả trước 10 triệu. Còn thiếu lại 8 triệu mấy thì mình muốn trả trước là khoảng đi 2 triệu đi. 2 3 triệu đi. Thì mình muốn trả trước 3 triệu ha. Rồi. Mình trả trong vòng 6 tháng thì mỗi tháng mình đóng bao nhiêu và tiền lãi là bao nhiêu. Đó thì bạn Trâm sẽ tính cho các bạn ha. Nhớ là nó xem kênh Cua Vlog 61 thì bạn sẽ tính cho các bạn cái gói khá là ưu đãi luôn, khá là ok luôn ha. Đó, nên là các bạn mua xe thì cứ lên Honda Nhất Bình Dương mua ha. Và chiếc xe Quanta này ha, khi mà các bạn mua thì được tặng một cái phiếu bốc thăm trúng thưởng tổ chức là 3 tháng một lần với nhiều phần quà hấp dẫn như tivi, tủ lạnh, quạt máy này nọ có kiểu ha. Đó, nhưng mà hơn một cái là nếu mà các bạn hơn thì bạn sẽ được trúng cái giải đặc biệt của nó là trúng một chiếc Quanta. Đó, giải nhất là cái tivi 50 inch. Giải đặc biệt của nó là chiếc Quanta này nữa. Đó, nhiều khi mình hơn mình mua được chiếc này thì mình được tặng thêm chiếc nữa. Đó. Và khi mua xe tại cửa hàng Honda Giá Bình Dương thì mình sẽ được tặng một cái bộ quà tặng trị giá 1,2 triệu đồng nữa ha. 1,2 triệu đồng nữa. À, quay tổng thể cho người xem một lần nữa ha. Đó. Đây là chiếc Quanta đây mới năm 2020 và tháng 10. Và cái giá mình báo với các bạn là giá thời điểm vào giữa tháng 10 ha, giữa tháng 10 năm 2020. Đó, còn bên đây là chiếc Quanta màu đỏ, phiên bản cũ đây. Phiên bản cũ đây. Đó, bạn có thể thấy. Đây. Tem của nó đây. Ok ha. Rồi, có thắc mắc cái vấn đề gì thì cứ gọi điện thoại trực tiếp cho mình ha, gọi điện thoại trực tiếp cho mình hoặc là nhắn tin lên fanpage của mình là xe máy uy tín Bình Dương, xe máy uy tín Bình Dương ha, hoặc là bình luận bên dưới muốn biết giá đặc biệt bao nhiêu thì các bạn phải nói cho mình biết là tỉnh, huyện, thị xã, thành phố mà các bạn đang ở, mình sẽ báo giá đặc biệt cho các bạn ha. Rồi thì cũng cảm ơn các bạn đã xem kênh của Cua Vlog 61 nha. Nếu mà các bạn có thắc mắc vấn đề gì hay là muốn đóng góp vấn đề gì á thì các bạn phải bình luận phía bên dưới cho mình nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nha.